Đỗ Minh Dũng và Mộng Lan xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình. Ngày hôm nay Mộng Lan vinh dự giới thiệu đến quý khán thính giả một công ty chuyên đưa quý vị ra phi trường từ Westminster đến LAX, đó là Sài Gòn Bus Transportation. Bên cạnh Mộng Lan đây là anh Peter Phú, anh là manager của công ty Sài Gòn Bus Transportation. Mộng Lan xin thân mến chào anh. Dạ, Peter Phú xin thân mến chào chị Mộng Lan ạ. Anh Peter Phú có thể cho quý khán giả biết cái sơ qua là công ty Sài Gòn Bus Transportation đã khai trương ngày vào tháng 4 năm 2018 để mà phục vụ nhu cầu của quý khách đi từ Westminster đến LAX phải không anh? Dạ thưa đúng vậy chị Mông Lan, lý do là Sài Gòn Bus Transportation khai trương vào ngày 8 tháng 4 vừa qua để phục vụ cộng đồng Việt Nam của mình và đồng thời cũng là đưa đón tất cả những quý đồng hương từ Westminster ra đến phi trường LAX thưa chị Mộng Lan. Và Mộng Lan được biết rằng đó cái giá đưa đón rất là phải chăng mà xe buýt xì rộng 22 chỗ ngồi rất là thoáng mát, thưa với quý khán thính giả ngồi đâu quý vị cũng cảm thấy là dễ chịu vô cùng, và có những cái đặc biệt cái trên chuyến xe bus này khi mà đưa quý vị từ Westminster đến LAX có thể cho quý khán giả biết không ạ? Dạ đúng vậy thưa chị Mộng Lan, thứ nhất là cái giá cả rất là nhẹ nhàng và đồng thời cái xe rất là chất lượng. Về vấn đề xe bus rộng rãi, tân tiến đời mới, 22 chỗ ngồi, cộng với lại là trên xe có tivi cho coi nè, rồi thức uống cho uống nè, và thức ăn nhẹ nữa thưa chị Mộng Lan. Dạ. Và Mộng Lan thưa với quý khán thính giả là nếu mà quý vị nào mà có nhu cầu đi phi trường LAX trong hai chuyến một ngày đó là 6:45 và 8:45 chiều, quý vị có thể gọi cho Sài Gòn Bus Transportation. Xe rộng rãi vô cùng, lại còn có DVD để trong lúc mà quý vị chờ ra phi trường đó, quý vị có thể xem DVD, nước uống, rồi snack phải không ạ? Rồi xe chỗ ngồi rộng rãi, tối tân, và đặc biệt nữa là bảo hiểm 5 triệu đô la. Có thể cho quý khán giả biết là tại sao mà Peter Phú lại mua cái bảo hiểm cao như vậy không? Dạ, thứ nhất là vì mình care cho khách hàng của mình đó thưa chị. Tại vì khi mà chị có một cái xe nào chị kêu đó thì cái vấn đề bảo hiểm nó không đủ chất lượng, cho nên đối với công ty tụi em là tụi em nâng cao về chất lượng, nghiêng về chất lượng càng nhiều. Chính vì công ty tụi em đã mua bảo hiểm lên tới 5 triệu. Và quý vị nhớ đó là một chuyến đi từ Westminster đến phi trường LAX chỉ có 30 đô la. Người Việt Nam của chúng ta đó phần nhiều đó mà đi xa đó hay nhờ bà con dòng họ chở. Mà quý vị biết không là cái thời gian bỏ ra để mà đi lên phi trường LAX đó, rồi kẹt xe, rồi cái wear and tear của xe quý vị, rồi tốn xăng tốn nhớt, rồi mệt mỏi, rồi khi mà mình ra phi trường rồi đó thì mình lại lo không biết là cái người nhà mình đó, trên đường lái xe về có bị cái gì hay không. Thành ra tại sao quý vị phải làm như vậy? Quý vị hãy gọi cho Sài Gòn Bus Transportation ở số là 714-902-1619 chỉ có 30 đô la phải không ạ? Chính xác, dạ, chỉ có 30 đô la thưa quý đồng hương. Dạ, và trước khi tạm chia tay thì anh Peter Phú có đôi lời cuối với quý khán giả của chúng ta. Dạ, Peter Phú rất là hân hạnh để nói chuyện với Mộng Lan và đồng thời gửi những lời thông tin vừa rồi, những cái lời quảng cáo vừa rồi đến với cộng đồng người Việt của mình. Và Peter Phú xin tất cả cộng đồng người Việt Nam của mình ủng hộ công ty Sài Gòn Bus Transportation để được phục vụ tốt hơn, thì xin quý vị hãy gọi số 714-902-1619. Dạ. Cảm ơn Peter Phú thật nhiều. Quý vị có nhu cầu ra phi trường LAX, quý vị đừng làm phiền ai hết, chỉ có 30 đô la cho một người. Quý vị hãy gọi để làm hẹn với lại là Sài Gòn Bus Transportation đưa quý vị từ Westminster đến phi trường LAX, và chỉ có 30 đô la quý vị nhớ, một ngày có hai chuyến, 6:45 và 8:45 tối. Số điện thoại một lần nữa là 714-902-1619. 714-902-1619. Chúc quý vị có những chuyến đi ra phi trường thật vui với công ty Sài Gòn Bus Transportation. Kính thưa quý khán thính giả, Mộng Lan và Đỗ Minh Dũng đang có mặt ở trong Sài Gòn Bus Transportation. Văn phòng rất là thoáng mát, máy lạnh chạy ào ào. Và ngày hôm nay Mộng Lan rất vui để đón tiếp một cặp uyên ương của nhiều năm về trước, nhưng mà đến bây giờ vẫn hạnh phúc. Anh chị đi ra phi trường mà anh chị mặc đồ rất đẹp. Đây là anh chị Sáu của thành phố Westminster. Mộng Lan xin thân mến chào anh chị. Dạ, chào cô Mộng Lan. Dạ, dạ chào cô Mộng Lan. Dạ. Thưa anh chị, ngày hôm nay Mộng Lan biết là anh chị đang còn chờ để mà đi ra phi trường phải không ạ? Có thể cho quý khán giả biết là làm sao anh chị biết được Sài Gòn Bus Transportation không? Dạ, là tại vì tụi tôi được coi trên báo Viễn Đông đó. Dạ. Dạ, có quảng cáo về Sài Gòn Bus. Dạ. Và nhiều khi coi tivi thì gặp cái đài của cô Mộng Lan quảng cáo 57.3 buổi tối. Dạ. Từ 10 giờ tới 10 rưỡi. Ồ, oh, yeah. Cảm ơn. Khi mà chị nói như vậy là em nhớ ra đó là cái đó là em làm chương trình Nhạc Tình Thế Giới đó. Tại em có giới thiệu Sài Gòn Bus Transportation. Còn riêng anh thì sao? Dạ, tôi rất là phấn khởi gặp được Sài Gòn Bus. Dạ. Dạ. Thưa khi mà anh chị đi ở trên Sài Gòn Bus, anh chị có thể cho quý khán giả biết cái kinh nghiệm của anh chị như thế nào không? Cái lối phục vụ của họ như thế nào ạ? À? Tháng rồi chúng tôi có đi về Việt Nam chơi mấy tuần. Yeah. Và chúng tôi có ghé đây và đã đăng ký đi được cái chuyến đó đưa lên sân bay. Dạ.
Và khi về cũng được, cũng ở đây đón về. Chúng tôi cũng rất lấy làm vui và thấy rằng là cái công ty này quá lịch sự. Và có nước uống rồi tận tình phục vụ cho các khách hàng. Thưa chị, bây giờ em phải hỏi anh Sáu là tại vì anh Sáu khi mà ngồi trên xe bus đó, anh Sáu có cảm thấy thoải mái không? Thoải mái giống như là ngồi trên phi cơ. Dạ, có nước uống, có DVD chiếu ở trên xe. Cũng không buồn ngủ. Tới đâu là vui tới đó. Cảm ơn anh chị Sáu. Trước khi tạm chia tay thì anh chị có đôi lời cuối với quý khán thính giả của chúng ta, giới thiệu Sài Gòn Bus Transportation với kinh nghiệm của anh chị dù Mộng Lan được không? Tôi cũng rất là thích với lại cái công ty của Sài Gòn Bus này. Tôi cũng hy vọng rằng là cái vấn đề phục vụ này á, ai cũng thích hết. Là vì riêng bản thân tôi thì bản thân tôi cũng rất là thích. Thì cũng hy vọng là đồng hương với mình, ủng hộ với đồng hương. Thì mai mốt ra đi là công ty này sẽ phát khởi lên và có rất nhiều khách đông, cũng như là cái sự mà tiếp xúc để nói chuyện với cô Mộng Lan đó, rất là hân hạnh được nói chuyện với cô nhiều. Dạ, cảm ơn anh chị Sáu thật nhiều. Và số điện thoại được quý vị gọi, một ngày có 2 chuyến đưa quý vị từ Westminster ra phi trường LAX, chỉ có $30, quý vị sẽ được tiếp đãi rất là ân cần, như là anh chị Sáu vừa mới chia sẻ kinh nghiệm của anh chị với Sài Gòn Bus Transportation. Quý vị gọi để mà cho Sài Gòn Bus Transportation có cơ hội đưa quý vị ra phi trường nha quý vị. Một ngày 2 chuyến, 6:45 và 8:45. Số điện thoại là 714-902-1619. Thưa với quý khán thính giả, và đó là Sài Gòn Bus Transportation vừa mới lăn bánh để từ Westminster đi phi trường LAX. Một lần nữa, một ngày 2 chuyến đi, quý vị có thể gọi cho Sài Gòn Bus Transportation để mà làm hẹn với lại Sài Gòn, để mà có thể pick up quý vị đi từ Westminster lên LAX. Số điện thoại là 714-902-1619, 6:45 và 8:45 mỗi ngày, chỉ có $30. 714-902-1619.